Xin chào tất cả các bạn, mình là Bảo Hân. Hôm nay mình sẽ chia sẻ hai câu chuyện trong sách giáo khoa lớp 2. Đấy là chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn và chuyện Cò báo quốc. Đây là phần tập đọc và trả lời câu hỏi trong tuần 22. Chúc các bạn cùng học trực tuyến vui vẻ và hiệu quả, cùng nhau chiến đấu và học tập tốt trong mùa COVID-2021 nhé. Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Gà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Một hôm, chồn hỏi gà rừng: "Cậu có bao nhiêu trí khôn?" "Mình chỉ có một thôi." "Ít thế sao?" "Mình thì có hàng trăm." Một buổi sáng, đôi bạn dạo chơi trên cánh đồng, chợt thấy một người thợ săn. Chúng cuống quýt nấp vào một cái hang, nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng. Ông reo lên: "Có mà trốn đang chơi!" Nói rồi, ông lấy gậy thọc vào hang. Gà rừng thấy nguy quá, bảo chồn: "Cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi?" Chồn buồn bã: "Lúc này, trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả." Đắn đo một lúc, gà rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tai chồn: "Mình sẽ làm như thế, có thế nhé." Mọi chuyện xảy ra đúng như gà rừng đoán. Người thợ săn lôi gà rừng ra, thấy cứng đờ, tưởng gà rừng đã chết. Ông ta quẳng nó xuống đám cỏ, rồi thọc gậy vào hang bắt chồn. Thình lình, gà rừng vùng chạy, người thợ săn đuổi theo. Chỉ chờ thế, chồn vọt ra, chạy biến vào rừng. Hôm sau, đôi bạn gặp lại nhau. Chồn bảo gà rừng: "Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình." Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúng ta hãy cùng vào với phần trả lời câu hỏi nhé. Câu 1. Tìm những câu nói lên thái độ của chồn coi thường gà rừng. Những câu nói lên thái độ của chồn coi thường gà rừng là: gà rừng và chồn là đôi bạn thân, nhưng chồn vẫn ngầm coi thường bạn. Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm. Câu 2. Khi gặp nạn, chồn như thế nào? Khi gặp nạn, chồn lúng túng, sợ hãi, nên không còn một trí khôn nào cả. Câu 3. Gà rừng nghĩ ra mẹo gì để cả hai thoát nạn? Gà rừng nghĩ ra mẹo giả vờ chết khi người thợ săn quẳng nó xuống đám cỏ, rồi nó vùng chạy đi. Người thợ săn đuổi theo gà rừng, tạo cơ hội cho chồn trốn thoát. Câu 4. Thái độ của chồn đối với gà rừng thay đổi ra sao? Chồn trở nên khiêm tốn hơn và bảo bạn: "Một trí khôn của cậu còn hơn cả trăm trí khôn của mình." Câu 5. Chọn một tên khác cho câu chuyện theo gợi ý dưới đây. A. Gặp nạn mới biết ai khôn. B. Chồn và gà rừng. C. Gà rừng thông minh. Các bạn thì chọn phương án nào? Bảo Hân thì Bảo Hân chọn phương án A. Gặp nạn mới biết ai khôn. Nội dung của câu chuyện này là câu chuyện ca ngợi sự thông minh, nhanh nhẹn của gà rừng và khuyên chúng ta phải biết khiêm tốn, không nên coi thường người khác. Câu chuyện tiếp theo Bảo Hân muốn chia sẻ với các bạn là câu chuyện Cò và Quốc.
còn đang lội ruộng bắt tép. Quốc thấy vậy từ trong bụi rậm lần ra, hỏi: "Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bẩn hết áo trắng sao?" Cỏ vui vẻ trả lời: "Khi làm việc ngại gì bẩn hả chị?" Quốc bảo: "Em sống trong bụi cây dưới đất, nhìn lên trời xanh, thấy các anh chị trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa. Không nghĩ cũng có lúc chị phải khó nhọc thế này." Cò trả lời: "Phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. Còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì." Kém ăn xong, cò tắm rửa, tấm áo lại trắng tinh, rồi cất cánh bay, đôi cánh dập dờn như múa. Câu chuyện của chúng ta đến đây cũng hết rồi. Và tiếp theo chúng ta cùng trả lời câu hỏi nhé. Câu 1: Thấy cò lội ruộng, Quốc hỏi thế nào? Thấy cò lội ruộng, Quốc hỏi: "Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bẩn hết áo trắng sao?" Câu 2: Vì sao Quốc lại hỏi như vậy? Quốc hỏi như vậy vì nó thấy hàng ngày nhìn lên trời xanh, thấy cò trắng phau phau, đôi cánh dập dờn như múa. Không nghĩ có lúc cò phải khó nhọc lội bùn bắt tép như vậy. Câu 3: Câu trả lời của cò chứa một lời khuyên. Lời khuyên ấy là gì? Phải có lúc vất vả lội bùn mới có khi được thảnh thơi bay lên trời cao. Còn áo bẩn muốn sạch thì khó gì? Câu trả lời của cò chứa một lời khuyên, đó là phải có lúc lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi sung sướng. Nội chung của câu chuyện là phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi vui sướng. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bạn học trực tuyến vui vẻ và hiệu quả. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của Bảo Hân. Và Bảo Hân xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.